Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Cơ quan Kiểm soát lũ lụt của tỉnh Hồ Bắc đầu tuần này cho biết do lượng mưa lớn Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quý Châu và phía Tây Hồ Bắc nên một đợt đỉnh lũ mới ở thượng nguồn sông Dương Tử đã hình thành. Tất cả các khu vực dọc sông Dương Tử ở Hồ Bắc đang chuẩn bị cho trận lũ lớn nhất của sông Dương Tử trong năm nay. Theo Văn phòng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán tỉnh Hồ Bắc, trong những ngày gần đây, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quý Châu và phía Tây Hồ Bắc có mưa lớn trên diện rộng, một đợt đỉnh lũ mới hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử. Ước tính đến 8 giờ sáng thứ hai vừa qua, lưu lượng đỉnh của Hồ Tam Hiệp sẽ đạt 65.000 m khối trên giây. Sau khi có lệnh từ Bộ Tư lệnh Phòng thủ sông Dương Tử, hồ chứa Tam Hiệp sẽ được xả với tốc độ dòng chảy 50.000 m khối mỗi giây, làm giảm tốc độ dòng chảy 14.000 m khối mỗi giây, tương ứng với việc giảm mực nước tại Sa Si và các trạm khác khoảng 1 m. Theo phân tích chế độ nước hiện tại, đoạn dài 1.392 km từ Nghi Sương đến Hán Khẩu, dòng chính của sông Dương Tử sẽ vượt qua mực nước được đảm bảo. Trong đó, đoạn 355,07 km từ Sa Si đến Kiến Lệ sẽ đạt hoặc phá vỡ qua mực nước cảnh báo, một số đoạn sông có thể vượt mực nước đảm bảo. Vào chiều hôm thứ Hai, tỉnh Hồ Bắc đã tổ chức hội nghị phòng chống lũ lụt và phân tích rằng, mặc dù hồ chứa Tam Hiệp đã điều chỉnh và tích trữ một số trận lũ ở thượng nguồn, nhưng lưu lượng xả vẫn rất lớn, tiêu chuẩn phòng chống lũ lụt thấp, nhiệm vụ chống lũ là rất nặng. Thượng nguồn sông Dương Tử gần đây có mưa liên tục, vào lúc 8 giờ sáng thứ Hai, lưu lượng nước vào của Tam Hiệp đạt 51.000 m khối trên giây, tạo thành quá trình lũ lụt nhanh chóng, rõ ràng ở khu vực hồ chứa Tam Hiệp. Bộ Tư lệnh Phòng thủ sông Dương Tử đã phát công điện yêu cầu Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc xả hồ chứa Tam Hiệp với lưu lượng 50.000 m khối trên giây kể từ 12 giờ trưa ngày thứ Hai vừa qua và lưu trữ lũ ở trung và hạ lưu sông Dương Tử. Cùng ngày, trận lũ lớn nhất ở thượng nguồn sông Dương Tử năm nay đã ập đến khu vực đập Tam Hiệp. Lúc 14 giờ chiều, lưu lượng lũ đổ về hồ chứa Tam Hiệp đạt khoảng 45.000 m khối trên giây, 16 cửa xả lũ sâu và 2 cửa tràn xả lũ. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn liên tục ở hầu hết các khu vực thượng nguồn sông Dương Tử trong những ngày qua, đến 8 giờ sáng ngày Chủ nhật, lưu lượng của Tam Hiệp đạt 35.000 m khối trên giây, mức nước lũ lớn nhất trong năm nay. Chương trình kiểm soát lũ năm 2023 của dự án Tam Hiệp đã chính thức được triển khai. Kính thưa quý vị, do ảnh hưởng bởi các rãnh thấp ở độ cao lớn và các đường cắt ở mức trung bình, mưa lớn thường xảy ra ở khu vực trung tâm và phía bắc của tỉnh Giang Tây vào tối hôm qua kèm theo sấm sét mạnh. Mưa lớn xảy ra ở 22 quận và thành phố. Cục khí tượng dự báo trong 2 ngày tới, mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra ở miền Trung và miền Bắc Giang Tây. Theo thống kê của Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây, 22 huyện và thành phố ở Giang Tây có mưa lớn từ 7 giờ sáng thứ Hai đến 7 giờ thứ Tư và sét xảy ra ở 58 huyện và thành phố. Mưa lớn chủ yếu xảy ra ở Bình Hương, Nghi Xuân, Nam Xương, Tây Thượng Nhiêu và Nam Cảnh Đức Trấn. Dữ liệu giám sát trạm tự động được mã hóa quy mô trung bình của Cục Khí tượng cho thấy 152 thị trấn ở Giang Tây có mưa lớn và 16 thị trấn có mưa rất lớn, trong đó thị trấn Ngộ Khẩu của thành phố Lệ Bình có lượng mưa lớn nhất là 87,6mm. Theo trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Giang Tây, lượng mưa hiện tại vẫn đang tiếp tục và mây vẫn tập trung ở các khu vực phía Tây, Bắc và Đông Bắc của Giang Tây. Từ ngày đến đêm hôm thứ Tư, khu vực phía Bắc tuyến Chiết Giang, Giang Tây, tỉnh Giang Tây vẫn có mưa to đến rất to, có nơi mưa rất to. Dự báo cụ thể của Cục Khí tượng là từ ban ngày đến đêm hôm thứ Tư, Cửu Giang, Cảnh Đức Trấn, Nghi Xuân, Tân Dư, Nam Xương, Bằng Tường, Thượng Nhiêu, Ưng Đàm và phía Bắc Phúc Châu sẽ nhiều mây, có mưa to đến rất to, có nơi mưa rất to. Thành phố Tây An trời nhiều mây, có mưa rào hoặc dông và mưa to cục bộ. Tại Cám Châu trời nhiều mây và chủ yếu có mưa rào hoặc dông. Khi mưa dông có thể kèm theo sét đánh mạnh và mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn. Vào ngày thứ Năm, Thượng Nhiêu, Ưng Đàm, Phúc Châu và những nơi khác ở tỉnh Giang Tây nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to hoặc dông và có mưa to. Bình Hương, Cát An, Cám Châu và phía Nam thành phố Nghi Xuân nhiều mây, có mưa vừa đến nặng hạt hoặc dông và có mưa to cục bộ. Các khu vực khác trong tỉnh trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to. Tính đến 10 giờ sáng thứ Tư tuần này, mực nước các sông lớn ở Giang Tây ổn định, không có mực nước vượt mức cảnh báo. Mực nước các hồ chứa lớn và vừa ở dưới mực nước giới hạn lũ.
Cục Khí tượng Thủy văn nhắc nhở các địa phương tiếp tục tăng cường công tác phòng chống thiên tai, mưa lớn, sấm và sét. Cục Khí tượng tỉnh Giang Tô dự báo, từ thứ Tư đến Chủ nhật, khu vực phía Nam sông Hoài Hà, tỉnh Giang Tô sẽ bước vào mùa mưa, đề nghị tất cả các vùng của tỉnh Giang Tô đang hết sức chú ý đến sự thay đổi của thời tiết, thực hiện các biện pháp hiệu quả để đối phó với lượng mưa lớn và tích cực chuẩn bị kiểm soát lũ lụt. Dự báo mới nhất từ Cục Khí tượng tỉnh Giang Tô cho biết, từ ngày thứ Tư đến thứ Năm sẽ xảy ra một đợt mưa lớn mới. Lượng mưa trung bình từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Đến ngày Chủ nhật lại xuất hiện một đợt mưa lớn mới với lượng mưa lớn hơn, lượng mưa trung bình từ 80-180mm. Lãnh đạo tỉnh Giang Tô yêu cầu các địa phương trong tỉnh, nhất là khu vực ven sông và phía Nam Giang Tô, hết sức chú ý diễn biến thời tiết, chuẩn bị đầy đủ ứng phó với thiên tai bất ngờ, tăng cường công tác quản lý an toàn các hồ chứa, tăng cường các biện pháp thoát nước khẩn cấp đô thị, làm tốt công tác quan trắc, cảnh báo sớm các nguồn nước sinh hoạt, có biện pháp hữu hiệu phòng chống thiệt hại do mưa, úng liên tục, đảm bảo mùa lũ an toàn. Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh Giang Tô ra thông báo yêu cầu tất cả các địa phương tăng cường lãnh đạo, có biện pháp hiệu quả để chủ động ứng phó với quá trình mưa lớn, đảm bảo không xảy ra sự cố gì. Tăng cường quan trắc, cảnh báo sớm, kiểm soát chặt chẽ mực nước Thái Hồ để đảm bảo an toàn chống lũ của Thái Hồ, tăng cường công tác quản lý an toàn hồ chứa, nghiêm ngặt hạn chế mực nước trong các mùa lũ, không được tích nước vượt tiêu chuẩn, hạ thấp mực nước vận hành. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các cấp phải trực 24/24 giờ. Chủ trì chính là các lãnh đạo có nhiệm vụ chỉ huy ca trực để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khẩn cấp với các tình huống khẩn cấp khác nhau. Hiện nay, tỉnh Giang Tô và các cấp đã có đầy đủ công tác chuẩn bị cho công tác phòng chống lũ lụt. Tỉnh đã thành lập 5 đội cơ động phòng chống lũ lụt và khẩn cấp trọng điểm cấp quốc gia và 7 đội cơ động phòng chống lũ lụt và khẩn cấp cấp tỉnh. Các chuyên gia và quần chúng đang ở chế độ chờ bất cứ lúc nào. Thưa quý vị, mưa lớn xối xả liên tục và mưa bão lớn ở thành phố Hoàng Sơn, phía Nam tỉnh An Huy vào hôm Chủ nhật. Thời gian mưa kéo dài và cường độ cao, hiếm gặp trong những năm gần đây. Mưa lớn đã ảnh hưởng đến 520.000 người và Đài quan sát khí tượng Hoàng Sơn đã đưa ra tín hiệu cảnh báo màu cam. Bắt đầu từ sáng thứ Ba, do áp cao cận nhiệt đới nâng lên phía Bắc, lượng mưa lớn từ phía Bắc Giang Tây đến Hồ Nam lại di chuyển về phía Bắc, ảnh hưởng đến thành phố Hoàng Sơn. Và buổi sáng, lượng mưa của thành phố là gần 70mm. Theo dữ liệu do Đài quan sát khí tượng Hoàng Sơn cung cấp, ngoại trừ khu thắng cảnh Hoàng Sơn, lượng mưa ở tất cả các khu vực của thành phố trong 3 ngày qua nói chung là trên 200mm, với lượng mưa cao nhất là 328,9mm. Theo thống kê chưa đầy đủ từ trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán thành phố Hoàng Sơn, tính đến 11 giờ trưa thứ Ba, mưa lớn đã khiến 26 tuyến đường tạm thời bị gián đoạn, 15,2km đường dây tải điện bị hư hỏng và 16,8km đường dây thông tin liên lạc bị hư hỏng. Tính đến thời điểm hiện tại, mưa xối xả vẫn đang tiếp tục. Thành ủy Hoàng Sơn yêu cầu cán bộ các cấp của thành phố ra tuyến đầu chỉ đạo chống lũ, bố trí người canh gác ở những nơi nguy hiểm. Những khu vực dễ xảy ra lũ quét phải tổ chức điều động nhân sự trước để giảm thiểu thiệt hại về tài sản của nhân dân. Kính thưa quý vị, vào khoảng 19 giờ 48 phút tối qua, một cư dân mạng đăng tải trên Weibo cho biết, trên tuyến tàu điện ngầm số 14 hướng đến Đông Phong, anh ta đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn và nhìn thấy những tia lửa lớn. Theo Cục Khí tượng tỉnh Quảng Đông, người ta đã xác nhận rằng một cơn lốc xoáy đã xảy ra ở quận Công Hóa, thành phố Quảng Châu vào một ngày trước đó. Microblog chính thức của Trung tâm Phát hành Thông tin Cảnh báo Khẩn cấp Quảng Châu cũng cho biết, các nhân viên của Cục Khí tượng quận Công Hóa đã xác nhận tại chỗ rằng một cơn lốc xoáy xuất hiện vào khoảng 19h25 phút ngày hôm kia tại thị trấn Thái Bình, quận Công Hóa. Trạm thời tiết trường trung học số 2 Thái Bình đã ghi nhận một cơn gió mạnh cấp 6 khoảng 12,6m/giây. Theo phản hồi từ những người chứng kiến tại hiện trường, thời gian tồn tại của một cơn lốc xoáy là khoảng 3 phút. Các khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn lốc xoáy chủ yếu bao gồm khu phát triển Thái Bình, làng Thái Bình và đường phía Tây Diên Giang ở thị trấn Thái Bình, cho đến nay vẫn chưa có thương vong. Theo Cục Cung cấp Điện Quảng Châu, tính đến 21 giờ 30 phút, cơn lốc xoáy đã ảnh hưởng đến việc cung cấp điện bình thường của hơn 5.400 hộ gia đình, chủ yếu ở làng Khúc Đông, làng Thủy Nam và làng Thái Bình. Sau khi sự cố xảy ra, Cục Cung cấp Điện Công Hóa đã nỗ lực để thực hiện công việc kiểm tra sự cố và sửa chữa khẩn cấp. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, lũ lụt đã xảy ra ở nhiều nơi ở Mai Châu trong những ngày gần đây. Sáng hôm qua, tại số 109 đường Yến Giang 1 và số 57 đường Yến Giang 2, thị trấn Cao Bì, huyện Đắp Pu, thành phố Mai Châu, hai đứa trẻ 3 tuổi lần lượt bị sốt. Lính cứu hỏa đã đến giải cứu ngay sau khi nhận được báo cáo.
do dòng chảy hỗn loạn và độ sâu của nước hơn 2 mét, khu vực cứu hộ tương đối khắc nghiệt. Nhiều lính cứu hỏa lội vào nhà, mặc áo phao cho cháu bé đang sốt rồi dùng chiếc thau nhựa làm công cụ cứu nạn, cẩn thận đưa cháu bé cùng người nhà ra khỏi căn nhà mắc kẹt trong vùng lũ. Sau hơn 50 phút cứu hộ, lực lượng cứu hỏa đã giải cứu thành công hai cháu bé bị sốt và gia đình mắc kẹt. Hiện tại hai em đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương gần nhất. Đến trưa cùng ngày, tại số 57 đường Yến Giang 2, thị trấn Cao Bì, huyện Đa Pu, thành phố Mai Châu, một ông lão bị bệnh tim không thể lội nước. Lực lượng cứu hộ phải lái thuyền xung kích vào nhà để giải cứu theo lối cửa và sau hơn 40 phút cấp cứu, bệnh nhân đã được giải cứu thành công. Gần đây, mực nước sâu nhất tại thị trấn Cao Bì, huyện Đa Pu lên tới 2,5 mét, hơn 500 dân quân, 10 tàu cứu hộ và 10 thuyền cao su đã được điều động đến khu vực này. Cho đến nay, hơn 4.000 người đã được chuyển đến nơi an toàn. Vào khoảng 15 giờ 55 phút chiều, một vụ lở đất đã xảy ra ở đoạn sán đầu Hào Giang của đường cao tốc Thần Sơn. Theo Trung tâm Giám sát đường cao tốc Thần Sơn, vụ tai nạn khiến giao thông hai chiều trên đoạn đường này bị gián đoạn. Hiện trường phần đầu phương tiện bị hư hỏng. Hiện chưa tìm thấy thương vong. Theo sán đầu Fine News, sau khi vụ việc xảy ra, nhân viên cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường vụ lở đất và phối hợp với các bộ phận liên quan để tiến hành kéo đá rơi và dọn dẹp rào chắn sớm nhất có thể. Theo nhân viên của Trung tâm Giám sát đường cao tốc Thần Sơn, vụ việc xảy ra cách cầu Vịnh Sán Đầu 2 km về hướng Thâm Quyến. Đồng thời, bộ phận quản lý đường cao tốc nhắc nhở người dân rằng các chủ xe ô tô đi qua cần chú ý đi đường vòng trước và chú ý đến đường cao tốc Quảng Đông khi di chuyển. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!